Được biết trái đất này là một sói thượng đế, ở trên trái đất mình chỉ là một hạt cát trong 3.000 cái chúng sanh ở ngoài kia, mà cha cha tức là thượng đế là phải lo, các chư Phật phải lo hết 3.000 chúng sanh, không phải chỉ riêng trái đất mình. Mà hiện giờ cái ngày tận thế, lẫn tận thế cùng một lúc nha, cả tầng những tầng trời cũng đang tận thế, và mấy nghìn trái đất ngoài kia cũng đang tận thế, và mình cũng đang tận thế. Mà cái tận thế ngày xưa những ông bà của mình không có đủ phước bằng mình đang sống ở một cái thời đại rất là có phước, vì mình chứng kiến được con Covid nó đau khổ đến thế nào, nó làm cho mình mất tự do như thế nào, và khi mà người thân mình chết cũng không có một lời từ biệt.